thông báo thời gian diễn ra lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nữ ca sĩ Phi Nhung. Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè đồng nghiệp và toàn thể khán giả. Trưa ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Trợ Giấy, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, gần 2 tháng điều trị COVID-19. Thông tin trên khiến người thân, giới nghệ sĩ và toàn thể khán giả không khỏi nghẹn ngào và xót xa. Được biết, nghệ sĩ Việt Hương, Người được quen đi phạm và gia đình của Phi Nhung ủy quyền sẽ chuẩn bị các thủ tục hậu sự cho giọng ca bông điên điển. Bên cạnh đó, buổi lễ tưởng niệm cho nữ ca sĩ cũng đã có thông tin chính thức. Cụ thể, trên trang cá nhân, thầy thích nhật từ, chủ trì chùa giác ngộ đại diện tăng đoàn của chùa thông báo lễ tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 28 tháng 9 năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Khán giả có thể truy cập vào đường dẫn YouTube hoặc Facebook của Chùa Giác Ngộ để gửi lời tiễn biệt và cầu chúc cho ca sĩ Phi Nhung được ra đi thanh thản. Chùa Giác Ngộ sẽ tổ chức buổi lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nữ ca sĩ Phi Nhung. Về hậu sự của giọng ca bông điên điển sẽ do nghệ sĩ Việt Hương, người đại diện gia đình Phi Nhung tại Việt Nam đứng ra chuẩn bị. Trưa ngày 28 tháng 9, Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện trợ giấy sau thời gian dài điều trị COVID-19. Những ngày cuối đời, giọng ca bông điên điển không thể gần con gái ruột wendy phạm các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé